Với tư cách cá nhân, đây là một đề tài nghiên cứu khoa học về nghệ thuật. Với những gì đã có từ ban đầu và sau khi được chỉnh sửa, dựng lên phôi dưới này, vấn đề sẽ phải xử lý như thế nào để trở thành một tác phẩm? Đây là những hình ảnh có công cụ hỗ trợ chỉnh sửa và thực tế như thế nào, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Vâng, thưa các bạn, đây là toàn bộ hình ảnh phôi dưới ngậm đá đã được anh ta làm lộ diện. Vậy thì anh ta sẽ tiếp tục làm gì với phôi dưới này để trở thành một cái tác phẩm theo ý tưởng của anh ta, hay một cái khác là một cái đề tài khoa học về nghệ thuật anh ta sẽ phải thực hiện. Vâng, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Vâng, các cụ dạy là trời nắng thì bỏ đi chơi, tối tắt mặt trời mới đổ lúa vào xay. Có lẽ là đến ngày nộp đề tài khoa học rồi, cho nên là có lẽ tối là anh ta cũng phải cố gắng thực hiện thôi các bạn. Và đây là những hình ảnh của những nhát đục đầu tiên anh ta chỉnh sửa phôi dưới này, kết quả như thế nào thì mời các bạn tiếp tục theo dõi và cho những cái lời bình luận, đánh giá, nhận xét của các bạn để giúp cho đề tài khoa học của anh ta được thành công một cách tốt đẹp. Và đương nhiên không làm phiền với lại những cái kết quả của nội dung nghiên cứu, tôi cũng sẽ chỉ biết là lại thể là múa trên cái mùi của mình.
khi đã hoàn thiện xong cái bước đầu tiên, đó là việc chỉnh sửa cơ bản nhất cho phôi ruối, thì đây là một trong những cái biện pháp để giữ nước, tức là tạo cái phần nước đã mất cho cây dưới này. Anh có thể giúp tôi quay vòng lên một tí. Và rõ ràng là ban đầu các bạn đã thấy là toàn bộ hệ thống đã được chỉnh sửa lại tay cành, hai cái bệ cầu. Mời các bạn có thể theo dõi. Và các bạn cũng có thể thấy là cái dấu hiệu của việc mọc kẹp đá. Thì cũng không nhất thiết là phải dùng đá, vì đây lúc ban đầu thì các bạn biết đây là một viên đá phải không ạ? Cái đá thì cũng chưa chắc đã phải là hợp lý. Cho nên là tôi xác định là tôi bỏ đá này. Và vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ làm như thế nào mới phôi này để lên được một cái cây nó hợp lý. Có rất nhiều cách để như thế này. Và chúng ta cũng sẽ được một cái cây hợp lý để chơi. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái hướng để tôi tính toán và nghiên cứu. Nhưng theo quan điểm và ý tưởng của tôi thì tôi đang dùng một cái phương án là dựng thẳng cây như thế này. Nếu mà chúng ta trồng được một cái dáng như thế này thì cũng sẽ là một cái tác phẩm khá là hay. Và khi đó chúng ta sẽ có một cái tác phẩm tổng như thế này rất là hay. Nhưng vấn đề bây giờ nó sẽ là thiết kế. Nếu như để như thế này thì nó rất là hay phải không các bạn? Nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ phải thiết kế nó như thế nào? Đó là một cái câu hỏi đặt ra mà sẽ trả lời các bạn sau khi tiếp tục chỉnh sửa thành công phôi dưới này. Vâng, với một cái chậu oval và một cái chum, anh ấy làm gì thì chắc các bạn cũng đã biết đúng không ạ? Là anh ấy đang cố gắng để tạo ra được một cái phương án hay nhất xử lý cho cây dưới này. Và chắc chắn là đây là một trong những cái đề tài anh đang theo đuổi, và anh đang thực hiện nốt những cái công đoạn cuối cùng. Các bạn sẽ được tiếp tục theo dõi cái nội dung của đề tài. Vâng, và đây là những cái hình ảnh cuối cùng khi cây dưới đã được chỉnh sửa về tay cành cũng như là chỉnh sửa về dáng thế. Xin được giới thiệu lại với các bạn. Vâng, có vẻ như anh ấy đang rất mãn nguyện với lại nội dung đề tài của mình. Và đương nhiên các bạn chính là giám khảo đang theo dõi động tác của anh ấy, và các bạn chính là người chấm cho anh được bao nhiêu điểm. Hãy để lại nhận xét của bạn dành cho anh ấy. Trân trọng cảm ơn các bạn.